Sau khi bị gã thanh niên đi xe máy giở trò sàm sỡ thì hai bạn nữ đã đuổi theo và khiến thanh niên này bị ngã xe ra đường. Lực lượng công an đã đưa gã về phường để xử lý. Theo đó, vụ việc xảy ra vào buổi tối tại đường Lê Lợi, thành phố Hải Phòng. Được biết, thanh niên đi xe máy đã có hành động giở trò sàm sỡ hai bạn gái đi xe máy, sau đó đã bỏ chạy. Hai bạn nữ thấy vậy đã truy đuổi và có tác động vật lý vào chiếc xe, khiến gã thanh niên trên ngã xuống đường. Khi có tin báo, ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiếp cận và đưa nam thanh niên trên về phường xử lý. Điều khiến nhiều người khi xem clip không khỏi ngao ngán là khi biết mình sẽ bị đưa về phường để xử lý, nam thanh niên mặc áo vàng lập tức quỳ gối xuống, níu áo anh công an để xin xỏ nhưng vẫn không được. Nhiều người khi xem xong clip đều tỏ ra bất bình trước hành vi quấy rối xấu xí của nam thanh niên, nhưng cũng không khỏi phì cười khi thấy bộ dạng mếu máo của anh ta. Nghĩ lại sao không đi gặp các em đào mà lại phải như này cho khổ ra. Trường hợp này y học bó tay, đã bệnh hoạn lại còn có cái gù mặn. Sao mà phải khổ thế nhỉ, trên đời này làm gì có cái gì lập vây đâu. Hải Phòng là không lòng vòng, lao lên đạp xe luôn, hai chị quá xịn.